Tính đến hết tháng 10 năm 2019, trên toàn quốc xảy ra 14.251 vụ tai nạn giao thông, khiến hơn 6.300 người chết, hơn 10.800 người bị thương. So với năm 2018, tai nạn giao thông đã có phần giảm, tuy nhiên theo đánh giá vẫn còn ở mức cao. Trung bình mỗi ngày có 20 người ra đường và không thể trở về nhà. Nhằm tưởng nhớ các nạn nhân không may tử vong về tai nạn giao thông, sáng nay Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2019. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự và đặt hoa tưởng niệm. Từ sáng sớm, hàng trăm người đã có mặt trước Hội trường Thống Nhất, nơi diễn ra lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Không khí lặng lẽ, trầm mặc. Mỗi người đều cầm trên tay mình một bông hoa cúc trắng. Họ không chỉ là những người có người thân không may tử vong do tai nạn giao thông, mà còn là nhân chứng của những ký ức đau buồn. Giờ đi bạn nó chết rồi, mà không có dám nói là chết. Theo thống kê, mỗi năm, thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, mỗi ngày có khoảng 20 người ra đường và không thể trở về nhà, 40 người bị thương tật vĩnh viễn. Dù các con số về tai nạn giao thông được kéo giảm ở cả 3 tiêu chí, nhưng số lượng người chết, người bị thương vẫn còn là con số bức xúc, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và ảnh hưởng đến kinh tế. Thông qua lễ tưởng niệm này, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi toàn xã hội nâng cao nhận thức, ý thức cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông. Cùng nhau xây dựng ý thức và thực hành văn hóa giao thông, nhường nhịn giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để cùng chung tay xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân đã đặt những bông hoa cúc trắng và dành một phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Mỗi bông hoa đặt xuống không chỉ tưởng nhớ người đi mà còn vì người ở lại, vì một xã hội an toàn, giảm thiểu thấp nhất nỗi đau tai nạn giao thông.